đồ chơi nè. Để mẹ coi có đồ trang điểm không nha. Có đồ trang điểm mà. Có không? Nói gì đó? Gì vậy con? Thì coi có đồ trang điểm không ha? Đây là túi sách. Ơi. Cái quạt nữa đó, nhẵn á. Đi qua đây đi con, qua đây quá trời nè, qua đây nè, quá trời. Cái đó là cái gì đó con? À hả? Phải không? Cô thích cái đó không? Có cái lót nè. Cái đó là gì đó? Đó bong bóng hả? À. À bong bóng hả? Đi qua đây nữa nè con, qua đây nè. Đi qua đây nữa nè con, đi qua đó rồi. Hả? Hả? À, con Yumi. Con Yumi. Con Yumi. Quả địa cầu đó. Nè, con coi Việt Nam ở chỗ nào. Nè, con coi Việt Nam ngay chỗ nào nè. Thôi có bình nước cho con hả? Dạ. Ok. Để đó mẹ coi bao nhiêu tiền. 59 ngàn. Cái đó là cái gì á? Bóng đá. À, ô con khủng long dễ thương nè con. Thôi bây con khủng long dễ thương. Ê. Ừ, Yomon nó đúng rồi. Nè con khủng long đó. Bà bố thằng kỳ. Qua đây nữa nè, sao con không qua đây? Đó là gì đó? Ừ. Tóc con. Sao con lại qua đây nữa rồi, chỗ kia chưa có ai nè. Ở trên kia kìa. Đây nè con, đây nè, vô đây nè. Vô đây chưa có vô nè. Đây nè, chơi đồ. Vô đây nè. Có thích mua sách không?
thấy cô chừng ngại nha. Ồ thế giới, cô thể người. Ôi nó đọc cô thể người, trời ơi. Mẹ ơi mẹ cắt cái này đi con.